Rồi, xin chào mọi người. Sáng nay mình chia sẻ cho mọi người xem một cái cây mai trực quyền. Cái này là cây mai dạo đang có mặt bông trên cây luôn. Đây, cây củ su này. Cái này cây rinh nha mọi người. Củ su. Su gì à? Để mình nuôi thuần trong cái chậu nhỏ. Chậu nhỏ này lọt lòng tầm 30. Lòng tầm 30 thôi. Nó nhỏ. Này một người bơ thoải mái nha. Thanh niên. Thanh niên bơ. Gốc củ su hả? Có ép dứt á. Đây, cái tán trực của nó này. Các cây cành ra điểm dương này. Đây, đây. Đây là cái tán quyền. Tán quyền là đổ xuống phần trên ngọn. Đây là kho nó nè mọi người. Kho hai lớp nha. Chô. Hai lớp này kín. Kín lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cánh. Nhảy bung xe rất đẹp. Cánh thẳng. Cái mai này dòng độc lợi nha. Anh em nào yêu thích thì liên hệ số điện thoại 0849020790. Cốt tán hương rất đẹp nha. Lách con kèm lượng xuống lại. Chân dáng rất quyền. Anh em nào thích sưu tầm cái này mua về chơi. Cây mì dao rin. Có mấy kho trên cây rõ ràng. Gốc su. Cây cơ bên này là cái cây mày nãy mình ghét bỏ này. Nó cũng là dao hai lớp nha, dao hai lớp cánh kín, dao nó rụng sắc pháo đó, mình ngắt bỏ. Cái này phải dè dè lắm. Gốc đế xù này mới thay đất hồi đầu năm cho nên mình chưa xói ra, chưa xói ra thêm. Cây cúc trắng lông nha, cây càng mét, cây lùng lục ha. Cây cơ bên này cũng dài nè. Để mình quay xong cái này, mình quay cây cơ bên luôn. Mình báo giá luôn trực tiếp cho mọi người mua về nuôi chơi. Cây cốt lớn không? Hoành thân 16. Cây dẫn lòng chân, chân dáng nha. Út thét. Giót thân lên nè, tới ngọn luôn. Cây này cũng dài, cao 1 mét. Dòng này dòng đọt tía. Đọt tía. Mới ra thì cái đọt nó đã lưng, đã rực luôn. Nó nghe nghe một tía lần lần lên lên lấy da. Đây đọt tím riệm này không. Đây nó tía tía này. Hoa đẹp lắm nha. Ở quần báo giá. Cái cây trực quyền kia là 600.000. Cái này 1 triệu, cái số 2 1 triệu. Cái số 3 này giá cao hơn, 1 triệu 2. Cái này có củ su lớn. Củ su lớn, úp bàn tay luôn ha. 1 triệu 2 nha mọi người. Này, đỡ rỡ này. Cái nào phải nói dần chân đỡ rỡ nó không biết. Này, lá đột tím nè. Rượt lông đột tím. Mình giá nó cao hơn. Có củ su đẹp luôn ha. Bự lắm chứ không nhỏ đâu. Giờ nó nằm u bên dưới nên cái màn hình nó bị thu nhỏ lại á. Ngoài nó to lắm. Cốt cái dè coi. Bấm cua tàng chơi, nuôi chơi. Rồi, báo giá bè coi rồi nha.
anh em nào có thiện chí thì cứ giao lưu.